Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về các thao tác chủ của chuỗi trong Java. Thì bài tập lần đây là sẽ đổi tất cả các cái tự dòng ở trong chuỗi thành chữ hoa, và bài tập này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cách. Nhưng mình theo như mình biết thì có hai cách thông dụng nhất. Một là cách nhanh nhất ấy, thôi mình giới thiệu cách chậm nhất nhá. Cách chậm nhất ấy là mình sẽ không dùng cái hàm cái phương thức chuyển đổi tất cả ký tự của chuỗi thành chữ hoa trong Java nữa, mà mình sẽ chơi kiểu thủ công. Đây các bạn nhìn nhá, mình sẽ tạo một chuỗi A1 này, xong rồi là đầu tiên tạo một chuỗi A1 này, xong rồi là mình yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi A1 nhá, chuỗi A1, rồi tiếp đó thì sẽ khai báo một mảng này có số phần tử là bằng a1.len, có nghĩa là trả về độ dài của chuỗi cộng thêm 1 nữa. Và tiếp theo mình reset a1 về gần như về bằng null luôn. Rồi tiếp nữa thì mình gọi một hàm for ra, trong for này mình sẽ khai báo đầu tiên tạo một y bằng 0 này, nếu như mà y nhỏ hơn mảng.len, là nhỏ hơn số lượng phần tử của mảng thì y cộng cộng. Trong này thì từng cái ký tự trong mảng 1 sẽ được chuyển thành chữ hoa bằng công thức là mảng thứ y ép kiểu về cha bằng mảng thứ y trừ đi 32, là dùng bảng mã IK gì gì ấy. Và tiếp theo là mình thực hiện công việc là gán cái ký tự ấy cho hàng chuỗi A1 đã được reset về 0 này và xuất ra A1. Bây giờ mình sẽ run code cho các bạn xem nhé. Shift F6 này, đây là một cách thủ công. Shift F6. Push. Rồi, nhập vào chuỗi A1, mình sẽ nhập vào Ngọc Trinh đi. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh này. Thế Trinh này. Ấn Enter. Rồi, nó sẽ biến thành chữ hoa cho tất cả các ký tự đều biến thành chữ hoa các bạn. Đây là cách thủ công rồi. Còn một cách nhanh hơn nữa, đây ở bên này, là mình sẽ dùng hàm to update k tiếng Anh mình phát âm không chuẩn lắm. Đại khái là hàm này sẽ, cái phương thức này nó sẽ biến tất cả các ký tự ở trong chuỗi của bạn thành chữ hoa 100% luôn. Đây mới nhìn này, đầu tiên là người dùng nhập vào chuỗi xong này, thì mình sẽ gọi chuỗi ra bằng A1 bằng A1.toUpdateKase này và xuất ra chuỗi A1. Bây giờ mình run cái code này các bạn xem nhé. Shift F6 rồi xong, nhập vào chuỗi A1 nhé. Ngoài Ngọc Trinh còn ai nhỉ? Thì biết hâm mộ mỗi chị Ngọc Trinh, còn không hâm mộ ai cả. Nhìn lại Ngọc Trinh đi. Trên Udola gì đi. Enter. Rồi, các bạn nhìn nhá, dùng hàm này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhanh hơn cái cách của công nghệ nhiều. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Chúc các bạn học được trình vui vẻ.